Ninh bội bội và phó tề mặc yêu nhau được vài năm Thì đường ai nấy đi Lúc đề nghị chia tay với phó tề mặc Anh vẫn là một tiểu tử nghèo Đỏ mắt cầu xin cô đừng đi Lần nữa gặp lại Anh đã là đại gia của ngành tài chính Cảnh cô gấp rút vay tiền thì bị anh nhìn thấy Làm không Anh không chút để ý cười cười Một đêm 300 triệu Đứng lúc khó khăn Liệu có thể kháng cự chấp ma lực của đồng tiền Sau đêm giao dịch đó Mối quan hệ của hai người từng là người yêu cũ với nhau, giờ chỉ là giao dịch tiền tình, sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào? Mời khán thính giả theo dõi chuyện trên kênh nghe audio chuyện ngôn tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Hãy cùng ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Ninh bội bội không ngờ sẽ gặp được phó thể mặc ở chỗ này. Sau khi hai người bọn họ chia tay, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp lại sau ba năm xa cách. Tình cảnh khác nhau một trời một vực. Ninh bội bội vội vã kiếm tiền khắp nơi, mà phó tiểu mặc thì trở thành đại gia trong ngành tài chính, bên cạnh còn có bạn gái đi cùng. Vừa rồi Ninh bội bội đang vay tiền của chị họ làm lễ tân ở khách sạn này. Tất cả đối thoại của hai người bọn họ đều bị phó Tề mặc nghe thấy. Anh nhìn cô hồi lâu, trong đôi mắt đen láy không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc gì cả. Nửa ngày sau, mới lững thững đi tới trước mặt cô bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô đã lâu không gặp cô cụp mắt tránh ánh mắt anh đã lâu không gặp ngay sau đó lại qua loa thấp giọng nói tôi còn có việc đi trước đây cảm xúc xấu hổ dường như muốn nhấn chìm cô cô không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa chờ một chút người đàn ông phía sau chậm rãi mở miệng trên tay phó thể mặc cầm áo khoác âu phục màu xám bạc thiếu tiền à anh vừa hỏi vừa lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra, rút ra một tấm thẻ. khoái miệng nở nụ cười không chút để ý. Một đêm, 300 triệu. Bàn tay thon dài đưa thẻ tới trước mặt cô. Làm không? Ninh bội bội cụp mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ này. Bên tay quanh quần lời nói của bác sĩ. Đứa nhỏ mới 2 tuổi, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Thằng bé không thể chậm trễ được nữa đâu. Phải mau chóng nộp đủ tiền viện phí thì mới có thể tiếp nhận trị liệu. Ninh Bội Bội nuốt một ngụm nước miếng rồi mở miệng. "Tôi có thể ứng trước 5 ngày không?" Phó Tề Mặc cười khẽ một tiếng, rất có ý mỉa mai. "Đây là giá của một tháng, 3 tỷ." Ninh Bội Bội siết chặt bàn tay, buộc mình tỉnh táo. Hết lần này tới lần khác, nhắc nhở bản thân, bệnh của bác bác là quan trọng nhất. Mặc dù cô biết Phó Tề Mặc đang cố ý làm nhục cô, anh ra vẻ kiên nhẫn và không thúc giục cô. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy. Phó Tề Mặc cũng không bất ngờ, lại đưa cho cô một tấm thẻ phòng. "Tôi còn buổi tiệc xã giao, em lên trước chờ tôi đi." Thoạt nhìn bạn gái của anh trông không có chút nào là không vui cả. Sau khi nháy mắt làm mặt quỷ về Phó Tề Mặc, cô ấy tiêu sái rời đi. Trước khi Phó Tề Mặc trở về, Ninh Bội Bội đã tắm rửa sạch sẽ. Đối với chuyện sắp xảy ra, cảm xúc của cô lẫn lộn, trong đó có một tia xấu hổ xen lẫn cảm giác bị nhục nhã. Ba năm trước, cô và Phó Tề Mặc học gần xong năm tư đại học. Anh còn nhận được đề nghị nên có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong căn hộ đó, phòng ngủ, sofa hoặc là ban công đều lưu lại dấu vết của hai người bọn họ. Để rồi mỗi khi cô tỉnh lại sau khi chết đi sống lại, cô không khỏi cảm thán thể lực của Phó Tề Mặc quả thực là quá tốt. Chỗ khóa phòng điện tử vang lên một tiếng nho nhỏ, làm Ninh bợi bụi bừng tỉnh Phó Tề Mặc về rồi. Cô lập tức đứng dậy đi về phía anh, rồi chậm rãi dừng lại khi chỉ còn cách đó vài bước. Hai tay Phó Tề Mặc đút túi, khoan thai tựa vào cửa. Mùi rượu từ người anh ta tản ra, như muốn nhấn chìm hết cảm xúc trong đáy mắt. Cô Ninh, ba năm không gặp, sao lại nghèo túng thế này? Anh không nhanh không chậm châm một điếu thuốc. Với mong muốn trở lại cho mình một chút ít mặt mũi cuối cùng, cô không định trả lời vấn đề này. Ninh Bội Bội cười nhạt, "Anh tiêu 300 triệu, chỉ là vì muốn tôi phải nói chuyện phiếm với anh sao?" Phó Tề Mặc búng tàn thuốc, nhướng mày, "Vậy em đang đợi tôi chủ động sao?" Cô hiểu rồi, âm thầm thở ra một hơi, vững bước đi qua đó. Vẻ mặt người đàn ông không có một tia dao động, chỉ từ trên cao nhìn xuống cô. Ninh Bội Bội không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Tề Mặc nữa, đành phải nhìn thẳng cổ áo anh, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Cô bình tĩnh tháo cả vạt của anh ra. Cảnh này giống với hồi 3 năm trước, khi anh đi phỏng vấn, lần đầu tiên cô thách cả vạt cho anh và cũng là cô đã thuần thục tháo nó ra. Phó Tề Mặc vẫn thản nhiên như trước, cho đến khi cô chạm vào nút áo sơ mi thì bị anh ấn lại. Bốn mắt nhìn nhau, cô phảng phất nhìn thấy cảm xúc tồn động suốt 3 năm qua của Phó Tề Mặc. Nháy mắt tiếp sau đó, cô bị anh kéo xoay người đổi vị trí cho nhau. Cô bị anh giữ chặt cổ tay, đè lên cửa. Phó tề mặc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cúi đầu gần sát vào. Theo bản năng cô muốn tránh nụ hôn đầy cảm xúc này. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của bác bác, cô cố gắng ngăn không cho mình quay đầu đi. Ninh bội bội từ từ nhắm hai mắt lại. Khi cách môi chỉ còn một cm, phó tề mặc dừng lại. Hơi nóng phả vào hơi thở của cô. Em đang mong đợi cái gì? Anh hừ cười một tiếng, Ý tứ châm chọc mười phần, Ninh Bội Bội mở mắt ra. Phó Tề Mặc kéo cả vạt xuống, buộc vào mắt cô. "Có biết chơi cái này không?" Dần dần thích ứng với bóng tối trước mắt, cô mới chợt hiểu ý của anh, nhẹ giọng trả lời, "Không biết." "Đừng nói với tôi rằng 3 năm nay em không có người khác." Ninh Bội Bội thực sự không có yêu đương thêm nữa, bởi vì cô có bác bác rồi. Cũng có một phần lý do là sau khi che tay với Phó Tề Mặc, cô không còn hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác phó tề mặc thấy cô ngầm thừa nhận chậm rãi đặt tay lên cổ họng cô tay hơi siết chặt cũng không dùng sức như một lời cảnh cáo nào đó em tốt nhất đừng có gạt tôi ninh bội bội nếu để tôi phát hiện ra em đang nói dối tôi sẽ lấy mạng em và tên đàn ông đó ninh bội bội sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía phó tề mặc không khí ngưng trệ nháy mắt phó tề mặc buông tay ra giọng anh rất lạnh chỉ là tôi thấy ghê tởm mà thôi cô nhớ ra anh từng ưa sạch sẽ lập tức tán thành cách nói này ngày đó phó tề mặc không làm gì cô cả chỉ yêu cầu cô không được cởi cả và ra chắc là vì đã căng thẳng tinh thần suốt một ngày nên rất nhanh cô đã ngủ say trong lúc mơ hồ dường như cảm thấy có người ôm chặt cô từ phía sau bên tai vang lên giọng nói của phó tề mặc Em có biết tôi đã tìm em rất lâu rồi không? Lần này tôi sẽ không cho phép em bỏ rơi tôi lần nữa. Ninh bội bội không ngờ ba năm không gặp, tính cách phó thể mặc lại trở nên cố chấp và mẫn cảm như thế. Cô không bị hạn chế tự do cá nhân và anh cũng không tìm ai đó để theo dõi cô. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện để thanh toán tất cả các khoản tiền. Cố Mạnh Hòa là bác sĩ điều trị chính của bác Bắc. Vào thời điểm kinh tế của cô quẫn bách nhất, là cố mạnh hòa hết lần này tới lần khác giúp cô lót tiền thuốc men. Thảm bác bác xong thì đúng lúc cố mạnh hòa tan tầm. Anh đề nghị hai người bọn họ cùng nhau đi ăn cơm. Để cảm ơn anh, bữa cơm này là cô mời. Chỉ là không ngờ rằng thành phố S lại nhỏ như vậy. Đi ăn thôi mà cũng có thể gặp được phó tề mặc. Em lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cố mạnh hòa cục mắt nhìn đĩa thức ăn của mình. Mượn. Ninh bội bội đáp. Vốn là tiền mượn thật cô không có ý định không trả cho phó tề mặc cố mạnh hòa thở dài một hơi bất ngờ không kịp đề phòng cầm lấy tay cô bội bội em không có tiền thì có thể mượn tôi anh có thể cho mượn được bao nhiêu một giọng nam quen thuộc văng lên trên đỉnh đầu ninh bội bội vô thức rút tay về phó tề mặc như cười như không nhìn cố mạnh hòa chiếc xe bên ngoài là của anh à tiền một ngày tôi cho cô ấy cũng đủ để mua cho anh một chiếc xe đấy sắc mặt cố mạnh hòa trắng bệch Ninh bội bội nhíu mày kéo ống tay áo của phó tề mặc Ý bảo anh đừng nói nữa Phó tề mặc mắt điếc tay ngơ Anh là cái thá gì chứ Hai tay anh chống bàn Ghé sát lại gần nhìn cố mạnh hòa Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà đứng lên Kéo phó tề mặc ra Rồi nhìn thẳng vào cố mạnh hòa Cô nói Rất xin lỗi anh, bác sĩ cố Ninh bội bội cúi đầu Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay Cô dùng tiền của phó tề mặc không có tư cách để ép anh xin lỗi chỉ có thể là tự mình xin lỗi mà thôi phó tề mặc cười lạnh một tiếng không nói lời nào kéo cô đi sải bước rời đi quay về khách sạn đó vẫn là căn phòng ấy phó tề mặc ném cô vào ninh bội bội gần như không thể đứng vững lệ khí trên người anh rất nặng liếc qua là có thể thấy ngay sự tức giận của phó tề mặc bày rõ trên mặt hôm qua tôi hỏi em em trả lời thế nào mẹ nó em nói với tôi rằng em không có người khác cơ mà. Âu phục vừa người lúc này lại trở thành thứ đồ vướng víu. Phó tề mặc vừa lững thững bước đến gần cô, vừa cởi nút âu phục, cởi áo khoác ném xuống sàn nhà. Quả thực tôi không có. Ninh bội bội mím môi giải thích. Tôi và cố mạnh hòa không có bất cứ quan hệ gì hết. Phó tề mặc cảm thấy hoang đường, bật cười một tiếng. Vậy tại sao anh ta lại nắm tay em? Vì sao lại bằng lòng tùy ý cho em mượn mấy tỷ? Sau đó cả vạt bị ném đi Cởi cúc tay áo ra rồi sắn lên Nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào Trả lời tôi Phó tề mặc chậm rãi ép cô đến bên tường Giọng anh rất nhẹ Nhưng ánh mắt dường như là muốn xé nát cô Tôi không biết Ninh bội bội quay mặt đi Phó tề mặc Rốt cuộc anh muốn làm gì Tôi đã cam đoan rất rõ với anh là Tôi chưa từng, chưa từng có người khác Ninh Bội bội vô lực xoa xoa huyệt thái dương. Anh nhất quyết phải ép tôi nói ra lời gì thì anh mới chịu hài lòng đây. Phó Tề Mặc nhìn cô rất là hứng thú. Ép? Anh nhìn cô một lúc lâu, chậm rãi lên tiếng. Em có biết cái gì gọi là ép buộc chân chính không? Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh hết sống lưng. Bội bội, trước kia em là bạn gái tôi, tôi quan tâm tới em nên mới chờ em thích ứng rồi mới bắt đầu. Bây giờ thì sao? Em thật tình cho rằng tôi sẽ còn nuông chiều em như trước sao? Nói xong, cô bị anh khiêng lên. Trước mắt là chăn nhung thuần trắng. Cô không có đường phản bác hoặc là tư cách phản kháng. Cô chỉ biết chất lặng và thuận theo anh, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng đúng lúc này phó tề mặc lại không có động tĩnh gì nữa. Bội bội. Anh nhìn bộ dáng không chút phản kháng của cô, đôi mắt như một đầm nước đen không gợn sóng. Em coi tôi là cái gì? Chủ nợ của em Ninh bội bội há miệng nhưng không giải thích được Anh đưa lưng về phía cô Đứng trước cửa sổ rát đất Em nhìn bộ dáng chất lặng này của em đi Sau đó anh nở một nụ cười rất nhạt Giống y như đúc với thái độ thờ ơ của em Khi tôi cầu xin em đừng chia tay với tôi vậy Ba năm nay tôi thường nghĩ Có phải em chưa từng yêu tôi không Nếu không sao em có thể đột nhiên dứt khoát chia tay như vậy Ninh bội bội ngồi dậy nghiêng đầu nhìn phó tề mặc bóng lưng cao lớn cao ngất của chàng trai lúc này trở nên cực kỳ cô đơn đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại anh tỏ ra yếu thế trước mặt cô dáng vẻ phản cảm của anh ngụy trang mấy ngày trước đã bị phá vỡ ninh bụi bụi như sống trong hang nhiều năm lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng không phải hiếm khi cô có được lòng dũng khí khi bạn phát hiện sau ba năm bạn vẫn còn yêu anh Vậy đừng tự tạo thêm chữ ngại vật nào đặt vào con đường cả hai cùng bước tới nữa. Bóng lưng phó tề mặc cứng lại. Ninh bội bội nhẹ giọng phản bác. Vô luận là ba năm trước hay là bây giờ, em đều không có yêu anh. Lời chưa tay em nói năm đó, có lý do cả. Cô sắp xếp lại từ ngữ, cố gắng muốn kể rõ câu chuyện năm đó cho anh nghe. Phó tề mặc chậm rãi xoay người lại, giọng nói có chút khàn khàn. Bội bội, nhìn vào mắt tôi nói lại lần nữa. Ninh bội bội ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phó tề mặc, gần từng chữ. Vô luận là ba năm trước hay là bây giờ, phó tề mặc, em vẫn yêu anh như cũ. Ngay khi vừa dứt câu, cô bị phó tề mặc ôm vào trong lồng ngực. Sức lực của anh lớn đến mức giống như là muốn khảm cô vào trong cơ thể anh vậy. Khuôn mặt anh chôn bên hõm cổ cô, giống như cô cảm thấy có gì đó ươn ướt, ướt. Bên tai là giọng nói trầm thấp của anh bội bội đừng gạt anh nữa ba năm qua cô đã quen với một trái tim lang thang không có chỗ ở cố định nhưng vào giờ phút này phảng phất như cô đã tìm được đường về những tình cảm bị cô cố ý che giấu kia vào giờ khắc này lộ rõ nguyên hình cô vòng tay ôm eo phó tề mặc không nói gì mà ôm lấy anh như để phát tiết nỗi nhớ suốt ba năm dài cô bị phó tề mặc đè lên cửa sổ sát đất tàn nhẫn hôn lên môi cô anh ấn gáy cô điều chỉnh phương hướng để cô đón ý hùa theo nụ hôn của anh phó tề mặc lui ra một chút nâng cảm cô lên nói em yêu anh đi em yêu anh vừa nói xong thì đã bị anh nuốt mất lần nữa nụ hôn sâu đến cực hạn cô bị phó tề mặc ôm chặt vào trong lòng mãi cho đến khi môi bị cắn cho có hơi đau anh mới chịu buông cô ra bốn mắt nhìn nhau cô thấy ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn chút ít lúc anh cúi người lại cô đẩy cảm anh ra Đủ rồi Ninh bội bội nhẹ giọng nói Gần như không thở nổi Anh im lặng nhìn cô chăm chú Hơi thở mập mờ dây dưa Nhưng không khí này nhanh chóng bị phá vỡ Bởi một người đột ngột xông vào Tệ mặc em vừa về Là Du Tuyết Một trong những đối tác khởi nghiệp với phó tề mặc Vào ba năm trước Cô ta hơi giật mình và nhìn hai người bọn họ Lời nói đang nói dở bỗng dừng lại Nụ cười bên miệng cũng chậm rãi rút về Phó tề mặc Anh tỉnh lại đi anh thật sự cho rằng cô ta còn yêu anh sao ninh bội bội dựa lưng vào cửa ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện của phó tề mặc và du tuyết nhìn dáng vẻ nghèo túng của cô ta bây giờ giờ cô ta lại xuất hiện trước mặt anh dù là ai đi chăng nữa thì cũng biết ngay là cô ta đang suy nghĩ cái gì nếu như anh không có địa vị như bây giờ cô ta sẽ tới mà tìm anh sao phó tề mặc trầm mặc một lát rồi mới nói tôi nhìn ra được cô ấy không gạt tôi ngay sau đó anh lại tự diễu cười một tiếng nụ cười rất nhạt nếu lui một vạn bước mà nói cứ coi như cô ấy đến đây vì tiền chỉ cần cô ấy có thể ở lại bên cạnh tôi giọng anh rất nhẹ cũng được thôi mũi ninh bội bội hơi cay phó tề mặc mà cô biết là một người rất kiêu ngạo cho dù là ba năm trước khi gặp tình huống khó khăn nhất anh cũng chưa bao giờ hạ thấp mình trước mặt bất cứ ai phó tề mặc Ba năm nay anh từ chối đủ loại phụ nữ Là vì chờ cô ta sao Cho dù cô ta nói buông là buông Nói vứt bỏ là vứt bỏ Anh cũng không thể buông cô ta sao Phó tề mặc không phản bác Dù tuyết tức muốn học máu Anh sẽ hối hận Em dám cam đoan Anh sẽ bị cô ta làm tổn thương thêm một lần nữa Tình cảm của Du Tuyết đối với Phó Tề Mặc vẫn không thay đổi chút nào. Tiếng giày cao gót lộp bộp càng lúc càng xa. Lúc Phó Tề Mặc trở về Cô đang ngồi trên sofa nhìn anh Lặng lặng quan sát Rồi chợt ngần ngơ cảm thấy Hình như cô đã nợ anh 3 năm Dạo gần đây phó tề mặc bộn bề nhiều việc Gần như cứ phải xoay vòng vòng Cô còn chưa kịp nói cho anh biết Tình cảnh 3 năm nay của cô Và sự tồn tại của bác bác Thì đã nhận được điện thoại của cố Mạnh Hòa Bội bội đã tìm được tủy thích hợp cho bác bác rồi Ninh bội bội kiềm chế vui sướng Vội vã chạy tới bệnh viện Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sau khi xác nhận một lần nữa, cuối cùng tương lai của bác bác cũng nhìn thấy hy vọng rồi. Cố mạnh hòa theo cô đến phòng bệnh. Ninh bội bội nhẹ nhàng khom người ôm bác bác, để mặc nước mắt tràn đầy hốc mắt. Mẹ, đừng khóc. Cùng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Bỗng nhiên phó tề mặc xuất hiện ở chỗ này, giật mình đứng ở cửa, lặng nhìn bác bác. Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng gọi mẹ. Anh đến gần, không dám chấp mắt nhìn chằm chằm vào bắc bắc một lúc lâu mới hỏi một câu cháu mấy tuổi rồi bắc bắc ngoan ngoãn trả lời hai tuổi ạ ninh bội bội kịp phản ứng phó tề mặc đã hiểu lầm cái gì ninh bội bội nhìn hốc mắt đỏ bừng của phó tề mặc có một chút bất ngờ không kịp đề phòng cô nên nói với anh như thế nào bây giờ rằng bắc bắc không phải là con của anh sau khi dỗ bắc bắc xong cô theo phó tề mặc trở lại xe dùng lời ít ý nhiều mà nói thằng bé không phải con anh phó tề mặc lập tức quay đầu lại nặng nề nhìn cô chằm chằm cũng không phải con em ninh bội bội đỡ chán nở nụ cười kể ngắn gọn câu chuyện cho phó tề mặc nghe sau khi chia tay với anh cô nhanh chóng chuyển đến sống ở một thành phố khác suốt một năm cô cứ như người mất hồn mất vía thậm chí ga trong nhà không đóng chặt cũng không phát hiện ra vào một buổi chiều nọ lúc cô đang ngủ trưa trên sofa, suýt chút nữa thì cô đã chết vì dò dỉ khí ga. Lúc tỉnh dậy, cô đã ở trong bệnh viện rồi. Mẹ của bác bác là người đầu tiên phát hiện ra cô. Cô ấy ở trong căn nhà đối diện nhà cô. Buổi trưa lúc về nhà, khí ga từ khe cửa bị dò dỉ ra ngoài. May mà cô ấy đã kịp thời phát hiện. Cũng vì thế mà cô mới nhặt được một mạng này. Có thể nói, mẹ của bác bác chính là ân nhân cứu mạng của cô. Nhưng cô ấy không thể cứu được mạng của mình. Cô ấy là một bà mẹ đơn thân, cũng không có người thân ở bên cạnh chăm sóc. Cô ấy chỉ có mỗi bác bác, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống. Khi cô quen cô ấy, cô ấy đã được chuẩn đoán là ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Là do thời gian mang thai kéo dài dẫn tới. Trước khi cô ấy qua đời, cô ấy nhìn cô ôm bác bác, rồi nở một nụ cười yên lòng. Nếu như không gặp được cậu, nơi duy nhất bác bác có thể tới chỉ có thể là cô nhi viện mà thôi. Ninh vội vội hứa với cô ấy một lời hứa mộc mạc nhất, mình sẽ chăm sóc tốt cho bác bác. Vậy nên là vì đứa nhỏ này nên em mới đồng ý nhận lời giao dịch với anh. Hai chữ giao dịch mà Phó Tề Mặc nhấn mạnh, rất có ý trêu chọc. Hết cách rồi. Ninh vội bội cười khổ một tiếng, bởi vì bác bác bị bệnh máu trắng, việc trị liệu rất là cấp bách. Phó Tề Mặc chậm rãi thu lại nụ cười rũ mắt che đi tất cả cảm xúc. Vậy nên nếu như thằng bé không bị bệnh, em vĩnh viễn sẽ không trở về tìm anh, đúng không? Nhất thời không khí trở nên trầm mặc, có phần khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Khi cô vừa há miệng định trả lời, thì đã bị anh cắt ngang. Thôi bỏ đi, anh không muốn biết. Phó tề mặc tùy ý cười cười, khởi động xe. Công tác chuẩn bị cây ghép tủy xương cho bác bác dần được hoàn thiện sắc mặt thằng bé cũng dần trở nên hồng hào nhưng giữa cô và phó tề mặc dường như luôn có một tầng ngăn cách mơ hồ anh vẫn ôm vào hôn cô nhưng lại nhất quyết không muốn nghe lý do cô chia tay vào ba năm trước bất cứ khi nào cô tính đề cập tới nó là anh sẽ chuyển chủ đề ngay cô không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại giữa anh và du tuyết cứ coi như cô ấy đến đây vì tiền chỉ cần cô ấy có thể ở lại bên cạnh tôi cũng được mà trong mắt cô Phản ứng của phó tề mặc bây giờ rõ ràng là đang trốn tránh. Cuối cùng Ninh vội bội cũng không nhịn nổi nữa. Ngày cô định ngả bài hoàn toàn với phó tề mặc, nhưng anh lại say rồi. Lúc phó tề mặc tham gia tiệc rượu, anh bị chốt cho không ít. Vừa trở về anh nằm ý lên sofa luôn. Khó chịu không anh? Ninh bội bội hỏi. Ừ, muốn uống nước không? Phó tề mặc lại ngoan ngoãn gật đầu. Muốn. Cô đi pha một cốc nước mật ong rồi quay lại ngồi xổm trước mặt anh. Người đàn ông vừa rồi còn nửa híp mắt nửa nhắm mắt, giờ lại mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Cô đưa cốc nước cho anh. Em muốn nói chuyện với anh về lý do chia tay 3 năm trước của em. Anh không muốn nghe. Bỗng nhiên Phó Tề Mặc lại giở tính trẻ con, quay ngoắt đầu sang bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên. Chứ không thích ra, còn có thể có nguyên nhân gì chứ? Bội bội, vào 3 năm trước, em đã chán anh rồi hiếm khi Ninh bội bội lại sừng sốt như bây giờ. Sao anh lại nghĩ như vậy? Phó tề mặc vẫn không nhìn cô, giọng anh vẫn trong trèo và lạnh lùng như thường. Chẳng lẽ không phải sao? Nhưng nghe mà coi, trong giọng anh lại lộ rõ vẻ tủi thân. Khoảng thời gian đó, anh gọi điện thoại cho em, em không nhận, gửi tin nhắn cho em, em cũng chỉ tùy tiện trả lời qua loa. Muốn đi tìm em, em cũng không cho. Khoảng thời gian phó tề mặc nói, chính là khoảng thời gian cô khó chịu đựng nhất. Ninh bội bội cong môi, ôn hòa kể cho phó tề mặc nghe về quá khứ ấy. Trong một lần một thân một mình đến thành phố B, tham gia buổi họp lớp, cô bị người ta bỏ thuốc, đưa đến khách sạn. Có lẽ là do liều lượng không đủ, cô bị tỉnh sớm, đứng trước mặt cô là hai nam sinh từng học chung lớp với cô. Bọn họ đang tính động tay động chân với cô. Cũng may mặc dù quần áo của cô có chút lộn xộn nhưng bọn họ còn chưa nhìn thấy được cái gì không nên nhìn cả. Hai người họ thấy cô tỉnh lại, hoảng hốt muốn bỏ chạy. Cô chống vách tường cố sức đuổi theo, lớn tiếng cầu cứu, gọi bảo vệ kiềm chế hai người kia rồi báo cảnh sát. Khi đó cũng đúng lúc công ty của phó tề mặc vừa mới ra mắt, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Cô nghĩ dù sao mình cũng không gặp phải chuyện gì nên cũng không nói cho anh biết chuyện này. Nhưng điều đáng buồn là chuyện này lại bị lan truyền giữa các bạn cùng lớp chuyển đi chuyển lại, câu chuyện dần thay đổi. Rõ ràng là chuyện không thành, nhưng lại bị truyền thành cô bị hai người bọn họ sơi tái, giận dữ không kiềm chế được nên mới báo cảnh sát. Cô và phó tể mặc, du tuyết là bạn học cùng trường, chỉ là không cùng khoa. Chuyện này rất nhanh đã bị du tuyết biết được, cô ta tới tìm cô. Thoạt nhìn có vẻ cô rất bình tĩnh. Cô nhớ mày nhìn cô ta. Tôi đã lên tiếng làm sáng tỏ rồi. Tin hay không là chuyện của mấy người. Một lời đồn mà thôi Chẳng lẽ muốn tôi vì nó mà điên cuồng tự chứng minh hay sao Sau đó cô cười nhạo một tiếng Đừng luận tới người bị hại nữa Cô ta cũng nở nụ cười Cô không sợ phó tề mặc biết sao Bội bội Cô có chứng cứ chứng minh cô không phát sinh quan hệ với hai người đó không Dù tuyết lấy điện thoại ra Mở một video ngắn Anh phó Anh có thể chấp nhận bạn gái anh từng ngủ với người khác không Không thể là giọng của phó tề mặc lập tức cô ngơ ngẩn cả người trước khi du tuyết rời đi cô ta hời hợt bỏ lại một câu nếu muốn tốt cho phó tề mặc cô nên sớm chia tay với anh ấy đi chứ cho đến ngày anh ấy biết sự thật cho dù anh ấy nói tin tưởng cô nhưng cô thật tình tin rằng anh ấy sẽ hoàn toàn không thèm để ý sao anh ấy sẽ không ân cần quan tâm tới cô nữa thậm chí là xa lánh cô sau đó cô sẽ sụp đổ đòi chia tay à Cô muốn làm loạn tới mức đó thật sao Bội bội Khi đó cô vừa mới tốt nghiệp ra trường được 2 năm Kinh nghiệm xã hội chưa đủ sâu Bị Du Tuyết nói ra ba câu là tâm thần rối loạn Có lẽ lúc ấy phó thể mặc bộn bề nhiều việc thật Mấy ngày đó cô không đi tìm anh Anh cũng hoàn toàn không tới tìm cô Trong đầu cô cứ quanh quẩn câu nói trong video mà Du Tuyết cho cô xem Từ không thể trong miệng phó thể mặc Lần lượt dập tắt tia lửa hy vọng mà cô tính kể chuyện cho anh nghe nó không ngừng tiêu hao lòng dạ và tâm trí cô, hoàn toàn khiến cho cô sụp đổ, cảm xúc tan vỡ. Vì thế khi gặp lại phó tề mặc, cô đã nói lời chia tay. Cảnh ngộ ba năm trước, bị lời đồn bêu tiếng xấu cùng với việc không ai tin tưởng mình, Ninh bội bội nhẹ nhàng trình bày như đang miêu tả hoàn cảnh của người khác. Nghiêng đầu lại nhìn phó tề mặc, chẳng biết từ lúc nào anh đã quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Cô cười với anh, rồi lập tức không hề có một chút phòng bị, bị anh ôm lấy. Anh ghi chặt lưng cô, đè cô vào lòng anh. Môi kề sát vào tay cô, anh nói. Anh muốn xử lý bọn họ. Năm ấy vì chuyện này mà hai người bọn họ bị phán 3 năm tù. Tính ra có lẽ thời gian này cũng gần với thời gian bọn họ ra tù rồi. Ninh bội bội không dám nói chuyện này cho phó tề mặc biết. Có vẻ anh sợ cô bị dọa, cứng đơ bẻ sang chuyện khác. Vậy tại sao bây giờ lại dám nói cho anh biết Ninh bội bội nâng mặt phó tề mặc lên Thành kính hôn lên mí mắt anh một cái Bởi vì anh đã đợi em 3 năm Lại không dễ tin vào lời đồn Video của Du Tuyết là giả Anh chưa từng nói loại lời đó Ninh bội bội gật đầu cười Em biết Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt chàng trai mà cô yêu Làm nổi bật nên tình cảm của anh Ninh bội bội bị mê hoặc cúi đầu hôn lên môi phó tề mặc Một giây sau đã bị anh đảo khách thành chủ phó tề mặc ấn gáy cô không cho cô né tránh trực tiếp đẩy hàm sang cô ra hôn sâu sau khi nói ra tất cả hiểu lầm chuyện tiếp sau đó cũng trở nên thuận nước đầy thuyền con sói đói bụng ba năm lần đầu được ăn mặn sẽ là ăn sạch người ta đến tận xương ninh bội bội nhớ là cho đến bình minh chân trời đã trở nên trắng bệch cô còn chưa được ngủ phó tề mặc cô vô lực đẩy anh ra còn tiếp tục nữa là em sẽ chết đấy cuối cùng cô cũng đổi được một lát nghỉ ngơi nhưng đến buổi sáng trước khi phó tề mặc đi làm cô lại bị lan lộn cho sắp chết đi sống lại ninh bội bội ngủ một giấc mãi cho đến lúc chạng vạng tối rồi lại bị nụ hôn của phó tề mặc đánh thức còn buồn ngủ à em ninh bội bội chùm đầu không muốn để ý đến phó tề mặc cách một lớp chăn mà cô còn nghe được tiếng cười khẽ của anh có mệt mỏi đến vậy sao ninh bội bội xốc chăn lên trừng mắt nhìn phó tề mặc lăn đi cho khuất mắt em anh mắt điếc tai ngơ vậy đêm nay phó tề mặc anh nghĩ cũng đừng nghĩ anh nghĩ cái gì anh thong thả ung dung nhìn cô chậm rãi nói anh muốn hỏi là tiệc rượu tối nay em có thể đi cùng anh không vừa rồi anh cố ý dừng câu nửa chừng rõ là muốn khiến cho cô hiểu lầm trong lúc lơ đãng người đàn ông này lại lộ ra vài phần lưu manh giống hệt như ba năm trước em cho rằng anh muốn nói cái gì anh lười biếng nhíu mày anh giỏi lắm bởi vì chỗ sơn quay xanh của cô không hợp để lộ ra nên cô cố ý chọn lễ phục gần như bao bọc chọn lấy cô từ trong ra ngoài ninh bội bội khoác khỉu tay của phó tề mặc sánh bước cùng anh cô này là mọi người nhìn thấy cô hỏi phó tề mặc khi cô nghĩ rằng anh sẽ nói ra hai chữ bạn gái nhưng ai ngờ anh lại trả lời rằng vợ chưa cưới ninh bội bội khiếp sợ mà nhìn phó tề mặc khi không có người, Phó Tề Mặc nói cho cô biết, cái giới tài chính này cũng không tính là sạch sẽ, danh từ bạn gái phần nhiều được dùng làm danh xưng, để chỉ mấy cô tình nhân nhỏ do các tổng giám đốc dẫn theo mà thôi. À, Ninh Bội Bội khô cằn đáp lời. Một giây ấy, cô còn tưởng rằng Phó Tề Mặc tính cầu hôn cô, nhưng hóa ra là xưng hô thuận miệng thôi. Phó Tề Mặc nhìn phản ứng tương phản của cô mà nở nụ cười. Anh định nói câu gì đó thì bỗng nhiên có người đến gần chỗ hai người bọn họ. Là Du Tuyết không mời mà tới. Trên mặt cô ta nở nụ cười khéo léo, nhưng nụ cười ấy cũng không giấu nổi được sự mất mát bên trong. Phó Tề Mặc nhìn thấy cô ta, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Cô ta nhìn Phó Tề Mặc, sừng sốt mất một lát, rồi chợt hiểu ra, cười cười. Phó Tề Mặc còn có việc xã giao, không rảnh nói chuyện phiếm, nên chỉ còn lại có cô và Du Tuyết. Cô biết cô giống cái gì không? giọng điệu cô ta dần trở nên châm biếm giống ánh trăng sáng ác độc mới về nước cô vừa về là trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình cô thôi ba năm qua tất cả cố gắng của tôi đều trở nên uổng phí suốt ba năm tôi luôn yên lặng ở bên anh ấy ảo tưởng rằng có một ngày anh ấy sẽ thật lòng buông bỏ cô rồi bắt đầu yêu tôi cô ta nở nụ cười tự diễu nhưng hình như đã phí công rồi dù tuyết tới nhanh mà đi cũng nhanh Lúc Phó Tề Mặc trở về, chỗ ngồi đó chỉ có mỗi một mình cô. Anh nhíu mày kéo kéo cà vạt, có vẻ hơi buồn bực. "Bạn nãy cô ta nói gì với em thế?" Ninh bội bội mỉm cười. Anh đang lo lắng cô sẽ lại bị dăm ba câu của Du Tuyết làm cho lệch hướng rồi lại tính rời đi đây mà. "Cô ta nói em là ánh trăng sáng của anh." Ninh bội bội hơi nép lại gần Phó Tề Mặc, nhìn vào mắt anh. "Là vậy sao?" Phó Tề Mặc liếc cô một cái cũng không trả lời. Nhưng đêm đó cô bị anh mang về căn biệt thự độc lập của anh. Vừa bước vào thang máy, anh đã vội vã hôn cô, hơi thở mập mờ bị phóng đại vô hạn. Phó Tề mặc chậm rãi lui ra một chút, nâng cằm cô lên, không chiếm được mới gọi là người thứ ba. Lễ phục bị xé tung, toàn bộ dấu vết bên dưới đều là do anh cố ý lưu lại. Anh có chút hài lòng cười cười, "Nhưng em vốn là của anh." những cảm xúc tích tụ trong 3 năm qua của Phó Tề Mặc cũng không được giải tỏa hoàn toàn. Anh có hận, mà người anh chọn để phát tiết nỗi hận chính là hai tên đàn ông vừa mới ra tù đó. Vào một đêm mưa to gió lớn, Phó Tề Mặc còn chưa trở về, nhưng cô lại nhận được một cuộc gọi từ Du Tuyết. "Cô mau tới đây đi, nếu không Phó Tề Mặc thực sự sẽ đánh chết anh ta mất." Ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết vang lên qua tai nghe điện thoại. Khi Ninh bội bội đến nơi, cô thấy cảnh hai người đàn ông đang quỳ dưới trời mưa tầm tã bị một nhóm người đánh đập dã man liều mạng cầu xin tha thứ phó tề mặc mặc một chiếc áo khoác đen vệ sĩ đứng đằng sau che ô cho anh chỉ là hai con chó mà thôi phó tề mặc nhẹ nhàng nói có lẽ dù tuyết sợ rằng phó tề mặc sẽ giận cá chém thớt lên người cô ta thế nên lúc cô đến là cô ta rời đi ngay một người trong số họ lợi dụng khoảng trống để bò ra ngoài nhưng chỉ vừa mới đặt tay lên đôi giày da của phó tề mặc, tay anh ta đã bị dẫm lên. Làm ơn, để chúng tôi đi. Phó tề mặc thản nhiên mỉm cười rồi cầm lấy cây gậy bóng chảy trong tay vệ sĩ. Tùy ý đập vào đầu anh ta. Thả mày đi làm gì? Thả mày đi tìm chết à? Phó tề mặc giơ cao cây gậy bóng chảy, chuẩn bị vụt xuống. Phó tề mặc. Ninh bội bội thốt lên. Anh khựng lại nhưng vẫn không ngoảnh lại. Ninh bội bội đành đi qua đó, không cần phải phạm tội vì bọn họ, về nhà với em nhé, được không? Ai cho em đến đây? Anh thờ ơ hỏi. Du Tuyết à? Ninh Bội Bội không nói gì, Phó Tề Mặc nghiêng đầu nhìn vệ sĩ, "Mang Du Tuyết đến đây cho tôi. Đừng làm loạn nữa." Ninh Bội Bội vừa mới giơ tay lên kéo tay Phó Tề Mặc, anh đã hất mạnh ra khiến cổ tay cô bị trẹo. Anh đã bị giày vò suốt 3 năm, kiểu gì đi chăng nữa thì cũng phải có ai đó trả cái giá lớn cho 3 năm này chứ. Ninh bội bội chăm chú nhìn vẻ mặt cố chấp của phó tề mặc Cảm thấy hơi buồn Ba năm qua Hẳn là anh đã phải kìm nén nhiều lắm Cô bỏ ô xuống Quyết định bước tới kéo tay anh thêm lần nữa Anh về với em được không Một mình em ở nhà sợ lắm Cũng may đúng lúc này sấm sét lại vang lên Cô vô thức run lên Phó tề mặc biết cô sợ sấm chớp Gần như ngay lập tức Cô bị anh bịt tai ôm vào lòng Phó tề mặc bế cô vào trong xe rồi bảo vệ dĩ dừng tay. Suốt quãng đường về nhà, hai người bọn họ im lặng không nói với nhau một câu nào. Cổ tay bị chạo ban nãy giờ đã sưng lên. Lúc phó tề mặc thay quần áo xong đi ra, cô còn đang bôi thuốc. Tay bị thương à? Phó tề mặc lập tức đi tới. Ninh bội bội gật đầu. Không sao, chỉ hơi sưng thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Là do anh sao? Thực sự không sao đâu. Cô mỉm cười trấn an anh Phó tề mặc nhìn chằm chằm vào cổ tay cô, tranh nó ra và ôm lấy cô. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của anh. Xin lỗi vì đã dọa em sợ. Cô ôm lại anh, vò vò mái tóc cứng đơ của anh, thành thật thừa nhận. Đúng là có một chút thật. Nếu là sau này, anh đừng làm vậy nữa nhé. Phó tề mặc càng ôm cô chặt hơn. Em không thích thì anh sẽ không làm nữa. Anh vẫn đang trao đảo giữa hai thái cực, hoặc là ngang ngược cố chấp, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí trạng thái này của anh rất mất cân bằng đêm đó anh ôm cô từ phía sau giam cô trong lòng bội bội đừng rời xa anh ninh bội bội thở dài thoát khỏi vòng tay anh xoay người lại đối mặt với anh sau đó nghiêng người hôn anh sẽ không đâu phó tề mặc đừng không có cảm giác an toàn với em như vậy tin em một lần được không tiếng mưa rơi giả dích ngoài cửa sổ cũng không đủ để làm nhiễu loạn tâm trí cô. Được, anh nghiêm túc nói. Ninh bội bội biết phó tề mặc sẽ giữ lời hứa. Trong những ngày tiếp theo, cô nhận thấy rõ sự kiềm chế của phó tề mặc. Khi cô ra ngoài, cô cố ý không báo cáo với anh, nhưng anh chỉ đứng trong phòng khách mím môi nhìn cô chằm chằm, cũng không đuổi theo hỏi cô đi đâu. Khi anh đi đến bệnh viện thăm bác bác, anh cũng sẽ không tỏ ra vẻ vô tình hỏi xem hôm nay cố mạnh hòa có đến trực không anh thực sự đang dần dần thay đổi. Nhưng ghen tuông vẫn là bản năng. Sau ca phẫu thuật của bác Bắc, phó tề mặc và cô đến thăm thằng bé một lần. Các y tá chăm sóc cho bác bác vô cùng chu đáo. Thằng bé nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt long lanh, rồi lại nhìn sang phó tề mặc. Đây là chú phó. Ninh bội bội nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của thằng bé, dịu dàng giới thiệu. Khuôn mặt của phó tề mặc vẫn cứng đờ, không một chút biểu cảm Tại sao thằng bé gọi em là mẹ Nhưng lại gọi anh là chú Nếu không thì gọi là gì chứ Thực ra việc bác bác gọi cô là mẹ Là một hành vi tự phát Thế những đứa trẻ khác bắt đầu học gọi mẹ Thằng bé cũng học theo Từng có một khoảng thời gian Cô có uốn nắn cho thằng bé Nhưng thấy không có hiệu quả Nên cô quyết định làm lơ nó đi Ninh bội bội dự định sẽ nói cho thằng bé hiểu Khi thằng bé lớn hơn một chút nữa Chú phó Bác bác ngoan ngoãn chào anh Nhưng có vẻ như thằng bé vẫn hơi sợ phó tề mặc Ừ Giọng nói nhạt nhẽo của phó tề mặc vang lên Mãi cho đến khi cố mạnh hòa đến Bầu không khí mới phần nào dịu xuống Chú cố Đôi mắt thằng bé sáng rực lên Thằng bé lấy từ dưới gối ra hai viên kẹo Một viên cho cô và một viên cho cố mạnh hòa Phó tề mặc hoàn toàn bị ngó lơ Khuôn mặt của người đàn ông bị bỏ quên bỗng chốc tối sầm lại Đúng lúc này cô y tá vào kiểm tra phòng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy còn không có mắt nhìn mà trêu chọc. Nếu không phải bác sĩ cố mặc áo blue trắng, thì tôi còn tưởng rằng đây là một nhà ba người đấy. Mặt ai đó đã khó coi đến cực độ rồi. Khi về đến nhà, thấy vẻ mặt âm trầm của anh, cô vẫn vui mừng khôn xiết. Ninh bội bội cười dỗ dành phó tề mặc. Đừng so đo tính toán với trẻ con nữa. Phó tề mặc cười lạnh. Anh thèm mà để ý tới họ nghĩ gì chắc. Anh đặt tay lên eo cô rồi ấn về phía anh. Tên họ cô đó nhớ nhung thì có lợi ích gì chứ? Không phải em chỉ thích mình anh thôi sao? Ninh Bội Bội gật đầu đồng tình. Em chỉ thích mình anh thôi. Phải vậy chứ. Phó Tề Mặc hừ lạnh một tiếng rồi buông cô ra. Ninh Bội Bội nhìn chằm chằm chiếc cà vạt của Phó Tề Mặc, chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Cô đi qua cởi xuống rồi dùng nó bịt mắt Phó Tề Mặc. Cô vỗ vỗ mặt anh đầy ẩn ý. Anh có biết chơi trò này không? Phó Tổng Phó Tề Mặc mỉm cười Giọng điệu lười biếng Chơi thế nào cơ Ninh bội bội không trả lời Nắm tay Phó Tề Mặc bước vào phòng ngủ Em dạy anh Hai ngày nay bỗng dưng cô nảy ra một ý nghĩ Cô có tìm xem các video Không rõ lắm là xem cho vui Hay là muốn học hỏi thêm ít điều gì đó Nhưng khi bắt tay vào thực hành Cô vẫn bị rơi vào thế yếu Làm phó tề mặc chiếm thế thượng phong Mặc cho anh đang đeo cà vạt Và không nhìn thấy gì hết sau đó cô không khỏi nghi ngờ và hỏi anh Có thật là anh đã ăn chay trong suốt 3 năm qua không thế? Trông chẳng giống chút nào Thuần thục quá đi mất Phó tề mặc lười biếng nói Loại chuyện này Từ trước đến nay anh chỉ cần làm theo bản năng Đối với nghi ngờ của cô về việc Có phải anh đã ăn chay suốt 3 năm hay không Anh nhanh chóng dùng hành động thực tế Để chứng minh tinh lực dồi dào Mà mình tích lũy trong suốt 3 năm nay Ninh bội bội nằm bẹp dí như một con cá chết Phó Tề Mặc nói rằng anh không quan tâm đến cái nhìn của bất kỳ ai, ngoại trừ cô. Nhưng anh cũng không thể để cô bị mắc kẹt giữa anh với bác Bắc. Vậy nên, miễn là có thời gian rảnh, thì anh vẫn sẽ cùng cô đến bệnh viện thăm bác Bắc. Anh muốn dần dần thu hẹp khoảng cách với bác Bắc, để thằng bé từ từ quen thuộc với anh. Phó tổng tai to mặt lớn của giới tài chính, hiếm khi phải chịu cảnh thất bại như thế này. Chú ơi, chú có thể đọc chuyện cổ tích cho cháu nghe, và du cháu ngủ như mẹ cháu được không? Được chứ. Sau đó anh mở cuốn truyện cổ tích ra, bắt đầu đọc một cách rất có nề nếp. Giọng đọc của anh rất là có cảm giác như đang đọc báo cáo trên sân khấu. Quả nhiên, nửa tiếng sau bác bác vẫn chưa ngủ được. Mẹ, đứa trẻ mới 2 tuổi không biết nói lòng vòng. Bác bác không muốn chú phó đọc cho con nghe nữa đâu. Nếu mẹ không thể đọc cho bác bác nghe, thì mẹ gọi chú cố đến đây được không? ninh bội bội cười ngượng nghịu tự mình qua thế chỗ cho phó tề mặc một phó tề mặc luôn chiếm ưu thế trên thương trường nhưng giờ đây lại liên tục nếm mùi thất bại ở chỗ bắc bắc tuy nói không khí không vui vẻ hòa thuận gì cho cam nhưng lại hài hòa đến lạ ba tiếng sau đã đến giờ nghỉ ngơi của bắc bắc hai người bọn họ chuẩn bị rời đi phó tề mặc đến bãi đậu xe lấy xe còn cô đứng đợi trước cửa bệnh viện cậu ta có đối xử tốt với em không cố mạnh hòa từ đằng sau đi tới ninh bội bội giữ người một lúc mới nhận ra đó là ai sau đó cô cười gật đầu có chứ hôm đó nhìn thấy em bị cậu ta lôi đi trông cậu ta rất tức giận lúc quay về không xảy ra chuyện gì chứ nghĩ lại lúc đó cô không nhịn được mà bật cười thỉnh thoảng trông phó tề mặc có vẻ điên rồ đến mức đáng sợ nhưng khi đối mặt với cô anh cũng chỉ là một tên hổ giấy mà thôi trước khi xác nhận tâm ý của cô Thậm chí anh còn không dám tự ý hôn cô Cùng lắm chỉ là ôm một cái Không có việc gì không có việc gì Ninh bội bội nói Cố Mạnh Hòa cũng cười Vậy thì tốt Bác bác sắp xuất viện rồi Sắp tới tôi cũng phải thuyên chuyển công tác Có lẽ sau này sẽ không thể gặp được thằng bé nữa Cố Mạnh Hòa thở dài Xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ em Chuyện của bác bác Ninh bội bội chân thành cảm ơn Bác sĩ cố Thật sự rất cảm ơn anh anh đã giúp em rất nhiều rồi." Cố Mạnh Hòa không phản bác, mà chỉ nhìn chiếc xe của Phó Tề mặc cách đó không xa, trong lòng có chút cảm khái. Có mấy lời không hợp để nói vào giờ này. Bội Bội cô ngước nhìn Cố Mạnh Hòa, hình như anh có rất nhiều điều muốn nói. Một lúc lâu sau, Cố Mạnh Hòa mới buồn bực cười một tiếng, "Quên đi, tạm biệt." Cô gật đầu chào tạm biệt anh, "Tạm biệt bác sĩ Cố." Sau khi lên xe, Ánh mắt của người nào đó còn lạnh hơn cả điều hòa trong xe. Hai người có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế cơ à? Sau khi cô báo tin Cố Mạnh Hòa sẽ bị điều đi, sắc mặt của Phó Tề Mặc mới dịu đi đôi chút. Ninh Bội Bội nhìn con đường phía trước và hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đi ăn." Phó Tề Mặc nói ngắn gọn. Ninh Bội Bội không nghĩ ngợi gì nhiều. Hai người bọn họ khởi hành từ lúc hoàng hôn, đến khi ánh tà dương cuối cùng dập tắt, xe mới chạy đến nơi nhà hàng ở trên tầng rất cao bên cạnh bàn ăn có cửa kính sắt mặt đất đứng đó đánh mắt nhìn ra xa có thể thu hết toàn bộ thành phố s vào đáy mắt khi cô nhận ra phó tề mặc đã bao trọn cả nhà hàng này cô đã có dự cảm mơ hồ sau khi ăn bữa cơm đơn giản anh lấy ra một chiếc hộp nhung tơ đẩy đến trước mặt cô anh nói bội bội chúng ta không cần thêm thời gian để làm quen nữa cho dù là ba năm trước hay là bây giờ người anh muốn kết hôn vẫn luôn không thay đổi anh từ từ nâng tay cô rồi đeo chiếc nhẫn vào thuận thế kéo cô dậy bước đến bên cửa sổ ninh bội bội tưởng rằng phó tề mặc kéo cô tới đây là vì muốn cùng cô ngắm khung cảnh dưới tầng nhưng ngẩng đầu lên cô dừng một chút theo lời anh nói mà ngẩng đầu lên gì cơ ninh bội bội không kịp phản ứng ngắm chăng phó tề mặc vòng tay ôm cô từ phía sau mười ngón tay đan vào nhau so với cách ví von trừ tượng là ánh trăng trắng. Chẳng bằng nói từ đầu đến cuối, em đều là ánh trăng của anh. Là ánh trăng vĩnh hằng thường trú. Ba năm nay, mỗi đêm nhớ em không ngủ được, anh đều chán muốn chết, rồi ra đứng ngắm trăng bên cửa sổ. Nghĩ rằng ít nhất anh và em cũng đang ngắm cùng một mặt trăng, anh mới cảm thấy như được gần em hơn một chút. Ninh bội bội hít một hơi thật sâu, kìm lại tiếng nức nở. Anh dùng giọng điệu bình tĩnh kể lại sự dày vò trong hơn một nghìn ngày này. Phó tề mặc tựa đầu vào vai cô. Ba năm trước, anh hỏi em có muốn lấy anh không? Em đã đồng ý. Còn bây giờ thì sao? Bội bội, cho anh một câu trả lời đi. Cô xoay người trong vòng tay phó tề mặc, hôn lên cằm anh. Cho dù có là bội bội của ba năm sau, thì đáp án cũng chưa từng thay đổi. Cũng giống như phó tề mặc vậy. Dù là trước đây hay bây giờ, người cô muốn kết hôn vẫn luôn không thay đổi. Trong hơn một nghìn đêm này Cô cũng từng ký thác nỗi nhớ nhung vô vọng của mình cho mặt trăng Ở nơi tĩnh lặng Nói cho anh biết Em cũng nhớ anh Quý khán thính giả vừa lắng nghe Chọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này Nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ Hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment Ở phần bình luận bên dưới Cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh Để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh Cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi Hạ Vũ và ekip kênh chuyện xin mến chào và hẹn gặp lại.